Ok, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với DTN Gamer ha. Hôm nay mình sẽ làm một video về Naida nhưng không phải là video uh, build hay là cái kiểu đánh các kiểu cái đó thì nhiều anh em pro layer làm rồi. Mình chỉ nghĩ đến một cái nội tại rất là hay của Naida và mình muốn giới thiệu cho anh em, không phải ai cũng biết đâu nha. Một chức năng rất là hay nha. Sẵn tiện cũng khoe anh em cái hồi bữa hôm mình gacha 70 cục thì được Naida C1. <laughs> rồi ok retooling vậy là ghê rồi. Rồi, thì ở trong Nahida nó có một cái thiên phú rất là hay, hình như là cái này lắng nghe thế gian. Thì anh em thấy thấy là Nahida có thể thông qua lắng nghe thế gian để tương tác một số vật phẩm thu thập trong và biến nhất định hoặc thể còn hiệu quả khác. Thì hiệu quả khác ở đây đó chính là có thể đọc được suy nghĩ của những cái NPC đang nói chuyện ở trong Sumeru hoặc những nơi khác. Còn lại thì nó cũng không có tác dụng gì nhiều. Chủ yếu là chữ thức đó thì vẫn mạnh ở trong việc nạp thảo kiểu thôi. Thì cái đó anh em không không nói nhưng mà ở đây chức năng mà mình muốn giới thiệu anh em đó chính là chức năng thu nhặt nguyên liệu anh em có thể thấy nè anh em đứng trong phạm vi này anh em chụp hình và có nấm nè ba trái nhật lạc nè đó thì mắm thầy anh em thấy là nó có thể nhặt lại nhặt luôn không cần giới thiệu anh em phải đụng tay đụng chân ha thảo thân mà thảo thân thì lượm cây lượm cỏ sẽ không mất tài nguyên không mất thời gian các kiểu đó, kiểu vậy rồi thì cái kỹ năng này cái thiên phú này rất là từng lợi trong cái vấn đề anh em thu nhặt nguyên liệu đặc biệt là những cái nguyên liệu ở cao xa và anh em không muốn leo á mệt mỏi lần sau cũng là một vị thần đúng không vị thần thì leo trèo chứ cho nó mệt mất sức đó rất là thuận lợi đặc biệt là trong cái trường hợp là anh em đi thu nhặt một cái ở cao ví dụ như là cây uh, nấm bay ha để nâng cấp uh, uh, đột phá Mona hoặc là bắt đấy những cái đồ nào mà nó nó khói bây giờ nên mình thêm xem này cho nên nó có một cái cây nấm à cây nấm để xem có cây nào khác không để mình làm luôn một lượt ha hiện tại nãy mình có làm clip bị lỗi nhưng mà nó có mấy cây nấm à nó thôi chụp cây thôi cũng được dụ như cây nấm trên kia anh em có thể thấy là thông thường này sẽ bay leo lên thì mình là thần mà mình bấm e bấm chụp Ok chưa? Đó, đó là một trong những cái gọi là thiên phú khá thú vị rất thuận lợi cho anh em nào mà trong quá trình hành hiệp trường nghĩa hành tẩu giang hồ phiêu lưu cực lạc các kiểu đó thực ra thì nay có còn có rất là nhiều cái điểm hay khác ví dụ như phá giáp của hệ thủy hệ băng cũng như là đánh mạnh các kiểu lên đam hay là dps hoặc là cái gì què gì cũng được nhưng nói chung là mình chỉ nghĩ đến cái chức năng đó ngoài ra thêm một cái nữa là rất là cute anh em nhé dễ thương cực kỳ ha rồi hẹn gặp lại anh em trong các video sau nhé hy vọng là nó sẽ giúp ích anh em trong cái vấn đề gì đó các anh em